Kính thưa thầy Nguyễn Lân Hiếu, giám đốc bệnh viện. Thực ra hôm nay tôi rất là vui mừng bởi vì là thầy Hiếu một thời gian đi công tác dài Bình Dương, chúng tôi lại được đón thầy trở về và chúng tôi rất ngưỡng mộ thầy. Và cũng thưa toàn thể quý đồng nghiệp, thì hôm nay tôi cũng muốn chia sẻ về vấn đề duy trì mức LDL hợp lý trên từng nhóm đối tượng bệnh nhân. Quý vị cũng biết rằng là tăng cholesterol có thể gây ra tới 2,6 triệu tử vong trên toàn thế giới, và cũng có tới gần 30 triệu người là sống trong tàn tật cũng liên quan tới các tai biến do cholesterol có thể gây ra. Và tỷ lệ tăng cholesterol trên toàn phần thì ở châu Âu và châu Mỹ là có tỷ lệ gia tăng cũng rất là cao. Ở Việt Nam thì sao? Các cái bệnh lý liên quan tới tăng cholesterol gây ra các cái tổn thương trên tim mạch là 3 trong 10 cái nguyên nhân mà gây tử vong hàng đầu ở Việt Nam, do nhồi máu cơ tim, do suy tim, rồi do các cái đột quỵ, tai biến mạch máu não. Đấy là thống kê năm 2015. Và người ta cũng thấy rằng là các cái nghiên cứu mà được nghiên cứu thực hiện trên các cái nước ở châu Á, đặc biệt là các cái nước trong đó cũng có Việt Nam của chúng ta, thì tỷ lệ mà kiểm soát được LDL cholesterol theo mục tiêu đề ra là tương đối thấp. Cao nhất chúng ta có Hồng Kông lên tới được 80%, trên 80%. Nhưng ngay cả Thái Lan rồi là Hàn Quốc cũng chỉ tới khoảng được 50% là đạt được mức LDL cholesterol. Còn ở Việt Nam thì tỷ lệ đạt được mục tiêu LDL cholesterol còn thấp hơn nữa, chúng ta chỉ đạt được tới 40% mà thôi. Và các cái hướng dẫn ở có các cái hiệp hội, hai hiệp hội mà hướng dẫn điều trị trên các cái nhóm nguy cơ tim mạch mà được lớn trên thế giới, đó là Hiệp hội Tim mạch Châu Âu và Hiệp hội Tim mạch Hoa Kỳ. Thì cả Hiệp hội Tim mạch Châu Âu từ năm 2019 thì người ta chia ra các cái nhóm nguy cơ tim mạch để từ đó có cái mục tiêu điều trị LDL cholesterol cho hợp lý. Thì chia ra từng các nhóm đối tượng như nguy cơ rất cao, nguy cơ trung bình và nguy cơ thấp. Thì phần dưới tôi sẽ trình bày. Và cũng tương ứng với từng các cái đối tượng mà có nguy cơ tim mạch từ rất cao, cao, trung bình và thấp thì cũng có các cái mục tiêu LDL cholesterol phù hợp. Thế thì slide này các bạn thấy rằng những người mà có nguy cơ tim mạch thấp, nghĩa là cái thang điểm score 10 năm bệnh lý tim mạch là dưới 1%, thì mục tiêu chúng ta chỉ cần đưa LDL cholesterol là 3 mmol là được. Còn những người mà có nguy cơ trung bình, đấy là những người có thang điểm score là từ 1 cho tới dưới 5%, và những người mà tương đối trẻ như là những cái bệnh nhân đái đường tiếp 1 mà trước 35 tuổi, hoặc là những bệnh nhân đái đường tiếp 2 mà trước 50 tuổi và họ có thời gian đái đường là không quá 10 năm và họ cũng không kèm thêm các yếu tố nguy cơ tim mạch nào khác, thì những cái người mà được coi là nguy cơ trung bình này thì mục tiêu LDL cholesterol đạt được là dưới 2,6 mmol. Còn những người có nguy cơ cao là những người gì? Là những người mà có thang điểm score là từ 5 cho tới dưới 10% và họ cũng có rối loạn lipid máu rất là rõ, nghĩa là cholesterol toàn phần là trên 8 hoặc là LDL cholesterol là trên 4,9, hoặc là huyết áp cao trên 180 trên bằng 180 trên 110, hoặc là những người suy tim mà không có các yếu tố nguy cơ tim mạch khác, hoặc là những người mà có bệnh thận mức độ trung bình, nghĩa là mức lọc cầu thận từ 30 cho tới 59, hoặc là những người mà có đái tháo đường mà có các cái yếu tố các yếu tố nguy cơ tim mạch và cái thời gian mà mắc đái tháo đường là trên 10 năm. Thì với những người có nguy cơ cao này thì mục tiêu LDL cholesterol đạt được là phải dưới 1,8 mmol trên lít. Còn những người có nguy cơ rất cao là những người như thế nào? Những người có nguy cơ rất cao là những người đã có bệnh tim mạch do xơ vữa, những người có thang điểm score là trên 10%, hoặc là những người mà suy tim mà có hoặc là có bệnh lý tim mạch do xơ vữa, hoặc là có các yếu tố nguy cơ tim mạch xơ vữa, hoặc là những người suy thận nặng với cái mức lọc cầu thận là dưới 30, hoặc là những người đái tháo đường đã có cái tổn thương cơ quan đích hoặc là có các cái yếu tố nguy cơ tim mạch. Thì những cái người này là những người có nguy cơ rất cao thì mục tiêu LDL cholesterol đạt được là phải dưới 1,4 mmol trên lít. Như vậy là cái thang điểm mục tiêu LDL cholesterol cần đạt này theo Hiệp hội Tim mạch Châu Âu từ năm 2019 đã đưa ra các cái mức mục tiêu rất là rõ ràng. Và các cái thuốc để điều trị thì cũng theo hiệp hội này thì thuốc chủ yếu vẫn là statin. Và nếu statin mà không kiểm soát được thì người ta sẽ phối hợp thêm với các thuốc khác như là ezetimibe. Nếu như mà không đạt được nữa thì người ta có thể phối hợp thêm với các thuốc khác như là ức chế
PCSK9 hoặc là phối hợp các cả ba loại thuốc với nhau. Thế thì còn những các thuốc khác để điều trị rối loạn mỡ máu thì sao? Thì ngoài statin thì người ta thấy là ezetimibe chỉ được chỉ định trong trường hợp mà nếu như dùng statin không dung nạp, nghĩa là bệnh nhân không dung nạp với bất kỳ liều statin nào hoặc là không dung nạp với bất kỳ các cái thuốc statin nào, thì cái trường hợp này rất là hiếm khi xảy ra. Cái thứ hai nữa là ezetimibe có thể dùng phối hợp với statin trong trường hợp mà dùng statin cường độ cao mà bệnh nhân không dung nạp được. Và khi mà dùng statin cường độ cao không dung nạp được thì người ta khuyến cáo là nên dùng phối hợp với ezetimibe trước khi phối hợp với ức chế của PCSK9. Thế còn người ta cũng có thể phối hợp giữa ezetimibe với cả statin và PCSK9 trong trường hợp mà chúng ta đã phối hợp hai thuốc trên mà không đạt được hiệu quả. Còn lại thì sử dụng các cái axit mật thì cũng rất hiếm khi được chỉ định trên lâm sàng. Thì cái slide này thì ở trên tôi đã trình bày rồi. Vậy thì các statin người ta sẽ phân ra như thế nào? Phân ra theo cái mức độ mà làm giảm được LDL cholesterol thì người ta phân ra 3 mức độ. Mức độ thứ nhất là các statin cường độ cao là những statin mà làm giảm được trên 50% cái nồng độ LDL cholesterol. Và chúng ta chỉ có hai statin, đó chính là atorvastatin với cái liều từ 40 đến 80 mg, hoặc là rosuvastatin với cái liều từ 20 đến 40 mg thì được gọi là statin cường độ cao. Còn lại statin cường độ trung bình là những statin mà làm giảm được LDL cholesterol từ 30 tới dưới 50%, thì chúng ta có các cái atorvastatin với cái liều thấp hơn là từ 10 đến 20 mg, hoặc là rosuvastatin với cái liều từ 5 đến 10 mg, hoặc là một số các statin khác như là pitavastatin với cái liều 2 đến 4, hoặc là lovastatin với cái liều 40 mg, hoặc là simvastatin với liều từ 20 đến 40 mg. Còn những statin mà có cường độ thấp, có nghĩa là làm giảm được LDL cholesterol dưới 30%, thì chúng ta có simvastatin với cái liều là 10, hoặc là pitavastatin với liều 1 mg, hoặc là một số các statin khác với liều thấp hơn. Như vậy là để dùng có thể làm giảm được LDL cholesterol trên 50% thì chúng ta chỉ có một trong hai statin, đó chính là atorvastatin và rosuvastatin mà thôi. Theo Hiệp hội Tim mạch Hoa Kỳ thì sao? Theo Hiệp hội Tim mạch Hoa Kỳ thì từ năm 2019 thì người ta cũng đưa ra là nếu như bệnh nhân có bệnh lý tim mạch xơ vữa, thì nếu như có nguy cơ tim mạch xơ vữa mà ngoài cái việc thay đổi lối sống, nếu như mà bệnh nhân nằm trong nhóm nguy cơ rất cao thì người ta sẽ sử dụng statin bất kể là bệnh nhân già hay trẻ. Còn nếu mà người ta không tính tuổi trong phần này, còn nếu như không có nguy cơ tim mạch rất cao thì người ta sẽ phân ra dưới 75 tuổi và trên 75 tuổi. Thì phần dưới tôi sẽ trình bày kỹ hơn. Vậy thì những người nào là những người có nguy cơ tim mạch rất cao theo Hiệp hội Tim mạch Hoa Kỳ? Thì đấy là những người mà có nhiều các cái tổn thương tim mạch do xơ vữa, hoặc là những người có một các cái tổn thương tim mạch do xơ vữa và có nhiều các yếu tố nguy cơ. Hoặc là những người có nguy cơ tim mạch cao là những người mà tuổi trên 65 tuổi, rồi có tiền sử gia đình mà rối loạn lipid máu mang tính chất gia đình, hoặc là những người mà có bệnh lý về mạch chi hoặc là mạch não hoàn cảnh, hoặc là những người đái tháo đường, hoặc những người tăng huyết áp, hoặc những người có bệnh thận mạn, hoặc những người hút thuốc lá, và những người có LDL cholesterol trên 100, hoặc là những người có tiền sử suy tim, thì đấy là những người có nguy cơ cao. Thế thì về lược đồ điều trị của theo hiệp hội này thì với những người mà có nguy cơ tim mạch rất cao thì bước 1 người ta vẫn dùng statin cường độ cao, nghĩa là một trong hai loại là atorvastatin hoặc là rosuvastatin với cái liều mà tối đa mà bệnh nhân có thể dung nạp được. Nếu như đạt được yêu cầu thì người ta sẽ tiếp tục cái liều đó. Còn nếu như không đạt được yêu cầu thì người ta sẽ phối hợp thêm với ezetimibe hoặc là ức chế PCSK9 như trên tôi đã trình bày. Đấy là bước 1 và cái bước 2 tôi cũng đã trình bày luôn rồi. Còn với những người mà không có nguy cơ tim mạch rất cao này thì người ta phân ra hai nhóm tuổi. Nhóm thứ nhất là dưới 75 tuổi thì người ta cũng lựa chọn là đầu tiên là statin cường độ cao. Nếu như đạt được mục tiêu thì người ta sẽ tiếp tục, còn nếu như không đạt được mục tiêu thì người ta sẽ phối hợp với ezetimibe hoặc là các thuốc khác. Còn những người mà trên 75 tuổi thì người ta sẽ sử dụng statin cường độ trung bình thôi. Như vậy là nếu như mà không có cái nguy cơ tim mạch rất cao thì người ta sẽ chia ra hai nhóm như vậy.
Vậy thì cái việc điều trị rối loạn lipid máu bằng statin trên những cái một số các quần thể dân số đặc biệt như người lớn tuổi, người đái đường, người ta bị bệnh não hoặc người suy thận thì sao? Đối với người lớn tuổi thì người ta thấy là phân tích gộp ở 27 nghiên cứu ngẫu nhiên với cái số lượng bệnh nhân gần 200.000 người thì so sánh hiệu quả của statin tại các lứa tuổi khác nhau thì người ta thấy là khi điều trị statin hoặc là điều trị statin với cường độ cao hơn thì người ta thấy làm giảm được 24% các cái biến cố về mạch vành chính. Cũng tuổi càng cao thì cái khuynh hướng giảm nguy cơ các biến cố tim mạch chính càng thấp hơn và giảm được 25% các cái nguy cơ của các thủ thuật và tái thông mạch vành. Và tuy nhiên sự khác biệt không có ý nghĩa giữa các cái nhóm tuổi. Và tương tự thì làm giảm tỷ lệ bất kỳ các cái đột quỵ và sự khác biệt thì cũng không liên quan tới nhóm tuổi. Như vậy là statin làm giảm được các cái biến cố mạch máu không phân biệt tuổi tác, kể cả những người mà lớn hơn 75 tuổi. Nghĩa là nó có hiệu quả trên tất cả các nhóm tuổi là tương tự như nhau. Chính vì vậy mà khuyến cáo của Hiệp hội Tim mạch châu Âu trên những bệnh nhân lớn tuổi thì người ta khuyến cáo là vẫn dùng statin với cái cường độ cao nếu như người ta có các yếu tố nguy cơ tim mạch cao và với cái bằng chứng là A và nhóm là nhóm 1, nghĩa là các cái bằng chứng rất là mạnh mẽ. Tương tự như vậy thì khuyến cáo của Hiệp hội Tim mạch Hoa Kỳ thì ở trên tôi đã trình bày rồi. Về lợi ích điều trị vượt trội so với hiệu quả gây đái tháo đường mới mắc trên bệnh nhân dùng statin. Nghĩa là khi dùng statin thì nó có một tỷ lệ làm tăng nguy cơ mắc đái tháo đường trong tương lai. Nhưng mà xét về hiệu quả với lợi ích thì người ta thấy rằng là nghiên cứu trên 8 năm ở những cái bệnh nhân mà sử dụng statin thì người ta thấy là tăng cái nguy cơ mắc đái tháo đường so với cái nhóm không sử dụng statin là 20%. Tuy nhiên các cái biến cố về tim mạch chính như là tỷ lệ tử vong rồi đột quỵ rồi nhồi máu cơ tim thì người ta thấy là giảm 30% ở cái nhóm sử dụng statin so với nhóm không sử dụng statin. Như vậy là người ta thấy rõ ràng là lợi ích cao hơn so với rất nhiều cái nguy cơ của bệnh nhân đặt ra. Trên những bệnh nhân đái tháo đường thì sao? Ở những bệnh nhân đái đường thì người ta cũng phân ra những cái, nếu như những bệnh nhân mà thuộc nguy cơ rất cao như trên tôi đã trình bày thì mục tiêu LDL cholesterol là phải dưới 1,4 milimol. Và nếu không đạt được mục tiêu này thì cũng phải giảm tối thiểu là trên 50% so với cái mức LDL ban đầu của bệnh nhân. Mục tiêu của HDL cholesterol là dưới 2,2. Còn những người mà có nguy cơ cao thì mục tiêu LDL cholesterol là dưới 1,8. Và nếu không đạt được thì cũng phải giảm tối thiểu là trên 50% so với ban đầu. Và mục tiêu HDL cholesterol cũng là dưới 2,6. Còn những người có nguy cơ trung bình thì mục tiêu LDL cholesterol là dưới 2,5 milimol. Về trên những bệnh nhân mà có tiền sử nhồi máu não thì bằng chứng statin cường độ cao cũng rất là rõ ràng với cái bằng chứng A và nhóm thuộc nhóm 1. Các cái khuyến cáo trên các biến chứng thận thì theo Hiệp hội Tim mạch của châu Âu thì những cái bệnh nhân mà chưa phải lọc máu ấy, mà cái mức mà tổn thương các bệnh thận từ giai đoạn 3 đến giai đoạn 5 thì người ta khuyến cáo là sử dụng statin hoặc là statin phối hợp với ezetimibe. Còn những cái bệnh nhân mà đang sử dụng statin hoặc là ezetimibe hoặc là phối hợp cả hai loại vào cái thời điểm mà bắt đầu phải lọc máu thì người ta mà có các cái biến cố về tim mạch do sơ vữa thì người ta vẫn tiếp tục statin trong cái quá trình mà bệnh nhân được điều trị bằng lọc máu. Còn những cái bệnh nhân mà không có lọc máu mà những bệnh nhân có lọc máu mà không có các cái bệnh lý, không có các cái yếu tố tim mạch do sơ vữa thì người ta thì statin không có chỉ định để điều trị cho những bệnh nhân này. Còn theo Hiệp hội Tim mạch Hoa Kỳ thì những cái bệnh nhân mà từ 40 đến 75 tuổi mà với mức LDL cholesterol từ 1,7 cho đến 4,8 mà những người có yếu tố nguy cơ tim mạch 10 năm sơ vữa mạch ấy, là từ 7,5% trở lên thì những cái người mà có bệnh thận mạn mà không điều trị bằng lọc máu hoặc là ghép thận thì người ta cũng có thể khởi đầu với statin cường độ trung bình hoặc là statin cường độ trung bình phối hợp với ezetimibe. Còn những người mà đang điều trị bằng statin thì khi mà bắt đầu lọc máu thì người ta cũng tiếp tục statin để điều trị. Còn những cái bệnh nhân mà lọc máu mà không có các yếu tố nguy cơ tim mạch thì người ta cũng có thể không cần phải sử dụng statin. Vậy thì liều statin theo chức năng thận thì như thế nào? Thì chúng ta thấy là có 3 cái statin. Trong đó atorvastatin, fluvastatin và lovastatin là những cái thuốc mà được chuyển hóa qua gan. Chính vì vậy là trong trường hợp suy thận thì người ta vẫn sử dụng được. Đặc biệt là atorvastatin thì mặc dù với các cái bệnh thận từ giai đoạn 1 cho tới giai đoạn 4 năm thì người ta không phải hạ liều, người ta không phải chỉnh liều.
Còn lại thì các cái statin khác mà đào thải qua gan mà không qua thận ấy, thì như là fluvastatin và lovastatin thì với mức suy thận từ 1 đến 3 thì người ta không phải chỉnh liều, nhưng nếu từ 4 đến 5 thì người ta vẫn phải hạ liều. Còn lại các statin khác mà đào thải qua gan hoặc là cả qua gan và qua thận một phần như là các cái rosuvastatin chẳng hạn, thì với mức suy thận từ độ 1 đến độ 3 thì người ta không phải chỉnh liều. Nhưng nếu mà suy thận giai đoạn bệnh thận mạn giai đoạn 4, giai đoạn 5 thì người ta phải hạ liều. Với cái liều ví dụ như rosuvastatin chỉ là liều từ 5 đến 10mg mà thôi. Thì đây là các liều statin theo chức năng thận mà chúng ta có thể sử dụng cho bệnh nhân. Tóm tắt lại thì ngày càng có nhiều bằng chứng ủng hộ việc điều trị LDL cholesterol xuống nhằm phòng ngừa các biến cố tim mạch do sơ vữa. Và mục tiêu LDL cholesterol cần đạt được theo nhóm nguy cơ tim mạch, theo từng nhóm nguy cơ tim mạch và từng đối tượng bệnh nhân. Và thuốc chủ lực để điều trị đạt được mục tiêu LDL cholesterol chính là statin. Và hiện tại Việt Nam thì bệnh tim mạch do sơ vữa đang là gánh nặng đối với chăm sóc y tế. Và cũng có một tỷ lệ cao, các bệnh nhân nguy cơ tim mạch cao hoặc rất cao mà chưa đạt được LDL cholesterol theo khuyến cáo. Và phần trình bày của tôi tới đây là hết. Tôi xin trân trọng cảm ơn sự chú ý lắng nghe của các quý đồng nghiệp.